viện chủ chùa Hương Phước, thượng tọa Thích Niệm Nhân trụ trì tổ đình Linh Phước, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tổ đình Linh Phước cũng là một chúng tổ khi thiếu thời trưởng lão hòa thượng phó pháp chủ Thượng Hiển Hạ Pháp đã cầu pháp với tổ Vĩnh Pháp trụ trì tổ đình Phước Tường Linh Phước. Và hôm nay để thể hiện tinh thần tôn kính với một bậc trưởng thượng trong sơn môn tổ đình, thượng tọa Thích Niệm Nhân đã không ngại đường xá xa xôi trở về chùa Hưng Phước để dâng hương tưởng niệm đảnh lễ giác linh đức trưởng lão hòa thượng, để tỏ lòng thành kính của mình đối với bậc tôn túc. Xin cung thỉnh thượng tọa dâng hương đảnh lễ giác linh đức trưởng lão hòa thượng. Giới ơn định hương dư huệ hương giải thoát, giải thoát đi kiến quý khôn đường, ngào khắp muôn phương thanh tình tâm hương, đệ tử chúng đang nguyện cúng dường giác linh trường lão hòa thượng tăng tịnh đại tiền chứng giám. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô hùng vì Việt Nam Phật giáo giáo hội, chứng minh hội đồng phó pháp chủ từ lâm thế gia phổ tứ thập nhất thế, quý thượng nhật hạ sáng hiệu quảng giác tự hiện phá từ công, trưởng lão hòa thượng giác linh đại tiền chứng giám. Cung thỉnh thượng tọa Thích Thiệp Nhân cùng quý vị trong phái đoàn thọ tang, và tiếp theo xin cung thỉnh Hữu Nhiễu Kim Quang để bái biệt giác linh đức trưởng lão hòa thượng. Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn quan hỷ tiến vào bên trong trước giác linh đài của đức trưởng lão hòa thượng để kính viếng tang lễ. Xin trân trọng kính mời quý phái đoàn, quý ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố cùng quý vị các chức sắc tôn giáo thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đồng dân tập để kính viếng tang lễ. Kính thưa ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cùng các ông bà trong ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, cùng quý vị chức sắc chức việc các tôn giáo thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Kính thưa quý vị, trưởng lão hòa thượng Thích Hiển Pháp, phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 6, khóa 11. Dù ở cương vị vị trí nào, trưởng lão hòa thượng luôn nhận được tình cảm kính trọng đặc biệt của tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước cũng như cộng đồng xã hội. Trưởng lão hòa thượng cũng là tấm gương sáng tốt đời đẹp đạo của hôm nay và mai sau. Mặc dù đảm nhiệm cương vị khác của giáo hội qua các thời kỳ trước và sau năm 1975, hòa thượng đã hết lòng phụng sự đạo pháp và dân tộc. Thể theo định lực vô thường, trưởng lão hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 10 tháng 10 năm Mậu Tuất, trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm, đã để lại sự mất mát lớn lao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, cũng như trong môn đồ pháp quyến đã mất đi một bậc thầy
Khả Kính đã suốt cả cuộc đời tận tụy hy sinh cho đạo pháp và dân tộc. Để ghi nhận công đức của trưởng lão hòa thượng và tỏ lòng kính tiếc một bậc cao tăng, một bậc lãnh đạo cấp cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phái đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh cùng quý vị chức sắc, chức việc, các tôn giáo thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hay tin sự viên tịch của trưởng lão hòa thượng. Quý vị đã trở về chùa Hưng Phước trước giác linh đài để dâng hương tưởng niệm công đức của đức trưởng lão hòa thượng. Giờ phút này chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Thành Trung, trưởng phái đoàn, tiến lên dâng hương tưởng niệm công đức của đức trưởng lão hòa thượng. Xin trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính mời phái đoàn hãy dành một phút mật niệm để tưởng niệm công đức của đức trưởng lão hòa thượng, phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một phút mật niệm bắt đầu. Một phút mật niệm đã trôi qua. Xin trân trọng kính mời phái đoàn thọ tang. Xin thay mặt ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến của đức trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Pháp, chúng tôi trân trọng cảm ơn tình cảm của quý vị lãnh đạo ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng quý vị chức sắc chức việc, các tổ chức tôn giáo thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã dành thời gian quý báu trở về chùa Hưng Phước để kính viếng và phân ưu cùng ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến. Chúng tôi xin thay lời ban tổ chức và môn đồ pháp quyến xin trân trọng cảm ơn quý vị. Giờ phút này xin trân trọng kính mời phái đoàn Hữu Nhiễu Kim Quang đã bái biệt giác linh đức trưởng lão hòa thượng. Và tiếp theo chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Thành Trung, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, hoan hỷ trở về bàn ký sổ tang để ký sổ tang lưu niệm. Xin trân trọng kính mời. Và trân trọng kính mời các đại diện các tổ chức tôn giáo cũng hoan hỷ trở về nơi bàn ký sổ tang để ký sổ tang lưu niệm. Xin trân trọng kính mời quý vị. Kính thưa quý vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, vào lúc 5 giờ sáng ngày 22 tháng 11 năm 2018, tức ngày 16 tháng 10 năm Mậu Tuất, chính thức cử hành lễ tri niệm và phụng tống kim quang đức trưởng lão hòa thượng Thích Hiển Pháp trở về chùa Pháp Thanh, quê hương tỉnh Bến Tre để cử hành lễ nhập bào tháp. Thay mặt ban tổ chức và môn đồ pháp quyến, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị dành thời gian quý báu trở về chùa Hưng Phước vào ngày giờ nở trên để tham dự lễ tri niệm và tiễn đưa nhục thân đức trưởng lão hòa thượng trở về quê hương Bến Tre để nhập bảo tháp an nghỉ. Xin trân trọng kính mời quý vị. Xin mời quý phái đoàn Mặt trận thành phố cũng như quý vị chức sắc các tôn giáo, sau khi viếng tang lễ đức trưởng lão hòa thượng đã viên mãn, xin mời quý vị ra các giải bàn khách để dùng bữa cơm thân mật với ban tổ chức tang lễ cũng như trong môn đồ pháp quyến của đức trưởng lão hòa thượng. Xin cung thỉnh thượng tọa Phước Nguyên và thượng tịnh thành để thay mặt ban tổ chức để cung tiếp phái đoàn Mặt trận thành phố. Cố trưởng lão hòa thượng Thượng Hiển Hạ Pháp, phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nguyên đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 6, khóa 11, viện chủ chùa Hưng Phước, theo định luật vô thường, trưởng lão hòa thượng đã thâu thần viên tịch vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 10 tháng 10 năm Mậu Tuất 2018 tại chùa Hưng Phước, trụ thế 86 năm, hạ lạp 66 năm. Khi sinh thời,
trưởng lão hòa thượng là tấm gương sáng tốt đời đẹp đạo của hôm nay và mai sau. Mặc dù đảm nhiệm cương vị khác nhau của giáo hội qua các thời kỳ trước và sau năm 1975, hòa thượng đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng phát triển, đặc biệt là ngài đã quan tâm với công việc giáo dục đào tạo tăng tài cho giáo hội. Hôm nay trong giờ phút trang nghiêm trọng thể này, quý chư tăng ni, lớp cao học Học viện Phật giáo khóa 2 thể hiện tinh thần tôn sư trọng đạo, tri ân và báo ân của người con Phật, và đặc biệt là để tưởng niệm đến công đức của một bậc cao tăng Thạc Đức, một bậc lãnh đạo cấp cao của giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thâu thần viên tịch. Phái đoàn do Thượng tọa Thích Minh Thuận, ủy viên Hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, đã cùng quý chư tăng ni lớp cao học Học viện khóa 2 đã trở về chùa Hương Phước trước giác linh đài để tỏ lòng thành kính của mình, dâng nén hương lòng để đảnh lễ cúng dường giác linh đức trưởng lão hòa thượng. Trong giờ phút trang nghiêm trọng thể này, xin trân trọng kính mời phái đoàn thành tâm dâng hương đảnh lễ cúng dường giác linh đức trưởng lão hòa thượng. Hương đốt khói trầm thơm ngát, kế thành một đón tường vân. Đệ tử đem lòng thành kính cúng dường giác linh trưởng lão hòa thượng tân tịch đại biển chứng giám. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô phụng vị Việt Nam Phật giáo giáo hội chứng minh hội đồng phó pháp chủ từ lâm tế gia phổ tư thập nhất thế quy thượng nhật hạ sáng hiệu quảng giác từ hiện pháp trưởng lão hòa thượng đại tiền chứng minh tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thay mặt ban tổ chức tang lễ và môn đồ pháp quyến, xin chân thành cảm ơn phái đoàn, chư tăng ni, lớp cao học Học viện Phật giáo Việt Nam khóa 2 đã trở về chùa Hương Phước để dâng hương đảnh lễ sự viên tịch của đức trưởng lão hòa thượng và có đôi lời phân ưu. Cùng với môn đồ pháp quyến, xin trân trọng cung thỉnh phái đoàn thọ tang và sau đó hữu nhiễu kim quang để bái biệt giác linh đức trưởng lão hòa thượng. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Minh Thuận trở về bàn ký sổ tang để ký sổ tang lưu niệm. Kính thưa chư tôn đức, vào lúc 5 giờ sáng ngày 22 tháng 11 năm 2018, tức ngày 16 tháng 10 năm Mậu Tuất, chính thức cử hành lễ tri niệm và phụng tống kim quang đức trưởng lão hòa thượng trở về chùa Pháp Thanh quê hương tỉnh Bến Tre để cử hành lễ nhập bảo tháp. Thay mặt ban tổ chức lễ tang và môn đồ pháp quyến trân trọng kính mời với phái đoàn vào ngoài giờ nói trên
trở về chùa Hưng Phước để tham dự buổi lễ và góp phần cầu nguyện tiễn đưa giác linh trưởng lão hòa thượng trở về quê hương Bến Tre để nhập bảo tháp an nghỉ. Xin trân trọng cung thỉnh chư tôn đức và quý vị.